Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2020, tại trường quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Vĩnh Long tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly 241 người trở về từ quốc gia có dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2020, tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các ban ngành tỉnh tiếp nhận 241 người trên từ hai chuyến bay từ Hàn Quốc trở về Việt Nam qua sân bay quốc tế Cần Thơ. Trong số 241 người, có 3 người Hàn Quốc, còn lại là người ở 44 tỉnh thành cả nước. Để đảm bảo việc cách ly đúng quy định, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ nhằm đáp ứng việc cách ly an toàn và người được cách ly có điều kiện sinh hoạt đầy đủ, thoải mái, đảm bảo sức khỏe. Được về nhà có 14 ngày cách ly thì cũng cảm thấy lần đầu thì cũng cảm thấy là vì nôn nóng về nhà nên cảm thấy hơi ngợp, nhưng mà ngồi cũng từ từ 14 ngày thì tình cảm với mọi người cách ly với lại quân đội phục vụ tận tình cho anh em thì cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cảm ơn các anh bộ đội nhiều. Lúc đầu nghe cách ly thì em cũng vậy, tại không biết như thế nào, tại em thấy trên mạng toàn chia sẻ những thông tin tiêu cực á, nhưng mà gia đình em thì lại chuyên về, nếu là sao Việt Nam mình thời tiết khí hậu cũng nóng á, không thể nhanh lây lan được, với lại về có nhà nước chăm sóc thì nói mà vẫn sợ. Thì em về đây hơn cả tưởng tượng, không nghĩ là trong tưởng tượng mình lại khác hoàn toàn vậy. Về đây thì mọi người trong bên đội ngũ bác sĩ á, chăm sóc rất là nhiệt tình. Qua 14 ngày theo dõi, 241 người có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2, được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Vĩnh Long tổ chức buổi lễ và trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly. Chiều ngày 15 tháng 3, 122 người ở các tỉnh thành lân cận được gia đình đón về. Và sáng ngày 16 tháng 3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tổ chức xe đưa 119 người còn lại đến sân bay quốc tế Cần Thơ, bến xe thành phố Cần Thơ và bến xe tỉnh Vĩnh Long để về với gia đình. Chúc anh em ở đây sức khỏe nha. Cái Ban Chỉ đạo cách ly thì có thành lập một cái tổ quân y, một cái tổ phục vụ và một tổ bảo vệ. Thì hàng ngày thì sáng thì là đo thân nhiệt, một ngày đo 2 lần và cấp khẩu trang một người là 2 cái, đồng thời là thực hiện cái chế độ ăn cho bà con là miễn phí hoàn toàn do Bộ Quốc phòng là hỗ trợ, là tiền ăn mỗi một công dân là một ngày 57.000 trên một người, thực hiện ăn chế độ 3 bữa sáng, trưa và chiều. Thì nhìn chung cái chế độ ăn thì hàng ngày có lên thực đơn, có tiếp phẩm đi chợ và đổi món hàng ngày để bà con ăn, nó đảm bảo cái sức khỏe cho bà con trong thời gian vừa qua. Thì nhìn chung cái đại đa số bà con của về được tập trung về cách ly tại trường quân sự thì cơ bản nó chấp hành tốt. Còn cái nhìn cái tư tưởng của bà con thì cũng rất là an tâm với cái thái độ phục vụ của cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang của tỉnh. Cách ly này và đến thời điểm hiện nay thì mà nói thì đối với cái toàn bộ 241 người, tình trạng sức khỏe đến thời điểm này là coi như là ổn, và chưa có cái biểu hiện nào về các cái dấu hiệu mà có liên quan đến cái bệnh dịch. Do đó mà cái sức khỏe ổn, và về phía ngành y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thì chuẩn bị các cái điều kiện trong bước tiếp theo để thực hiện cho các cái đối tượng này về lại địa phương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Giang Công Minh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long còn cho biết thêm, Ban Chỉ đạo của tỉnh Vĩnh Long đã gửi danh sách về từng địa phương của các công dân khi hoàn thành cách ly. Trên cơ sở đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo nhằm đảm bảo tốt trong việc phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.